Trần Nghiên Hy đáp trả cực gắt khi bị ép ly hôn để Trần Hiểu đến với Triệu Lệ Dĩnh. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ thông báo ly hôn đã gây chấn động toàn làng giải trí. Nguyên nhân dẫn đến cả hai đường ai nấy đi là vì họ gặp ít mà xa nhau thì nhiều. Hai bên đều chúc phúc cho đối phương, hy vọng tương lai đều tốt đẹp. Sau tuyên bố này thì một điều khác bất ngờ lại xảy ra khi không ít dân mạng rớ tên Trần Hiểu, lần lượt khuyên anh mau ly hôn với Trần Nghiên Hy để theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh vì trong lòng họ, Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu mới là một cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng. Điều này khiến không ít người lo lắng cho cuộc hôn nhân của cặp đôi thần điêu đại hiệp. Việc từng được đưa lên hot search nhưng Trần Hiểu không hề xóa bình luận của những dân mạng này, đồng thời anh cũng chẳng lên tiếng trước những động thái kém duyên như thế. Có điều mới đây, Trần Nghiên Hy đã trực tiếp đáp trả về sự việc này khi chồng mình vô cớ bị réo tên trong câu chuyện chẳng liên quan gì đến gia đình của cô. Hôn nhân là chuyện giữa hai người chúng tôi, chỉ cần chúng tôi tốt đẹp là được rồi, những chuyện khác không cần quan tâm quá nhiều. Ngoài ra, Trần Nghiên Hy cũng trò chuyện, chia sẻ một số việc về đào vợ chồng trong cuộc sống. Cô cho rằng hai người ở bên nhau, cùng nhau trải qua niềm vui, điều tốt đẹp trong cuộc sống, nhưng cũng không tránh khỏi một số mâu thuẫn tranh chấp. Khi gặp tình huống đó, chỉ cần nghĩ đối phương là người tốt đẹp như trong lòng bạn thuở ban đầu là được rồi. Hai người ở bên nhau đều hy vọng đối phương được vui vẻ. Về vấn đề Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mới ly hôn gần đây, có nhiều fan hâm mộ muốn Trần Hiểu ly hôn với Trần Nghiên Hy để quay về bên Triệu Lệ Dĩnh. Khi được hỏi có tức giận vì điều này không, nàng tiểu long nữ trả lời rằng hôn nhân là chuyện của hai chúng tôi, chỉ cần chúng tôi sống tốt, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Câu trả lời này của Trần Nghiên Hy nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Qua đây cũng thấy được rằng hôn nhân của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn đang rất hạnh phúc, không giống như những tin đồn ác ý xuất hiện trên mạng xã hội gần đây. Bình luận của cư dân mạng: bớt làm mấy trò khùng điên lại đi. Gia đình nhà người ta đang hạnh phúc, tự nhiên tràn vào phá nhà người ta, đúng là thứ fan không mê nổi. Ủa kỳ vậy, Trần Hiểu còn đang là người có gia đình mà tự nhiên vô đòi phá nhà người ta vậy. Này mà gọi là fan gì, ích kỷ dễ sợ, thỏa mãn cho bản thân không, đua couple cũng có giới hạn thôi chứ, bên kia là người ta có gia đình rồi chứ phải độc thân đâu. Này anti cô Dĩnh chứ fan phủng gì, fan yêu thương thần tượng thật lòng thì chả khùng điên làm mấy trò này đâu. Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu từng hợp tác trong bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ vào năm 2013. Hai người từng có nghi án phim giả tình thật, nhưng nay Trần Hiểu cũng đã có gia đình, phản ứng của nhiều cư dân mạng lại quá khích khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Có nhiều tin đồn cho rằng chính Trần Nghiên Hy là người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh, khi Trần Hiểu đóng thần điêu đại hiệp vẫn đang là người yêu của Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí, để ủng hộ bạn trai, Triệu Lệ Dĩnh lúc ấy vô cùng bận rộn, vẫn chấp nhận làm khách mời trong phim, nhưng sau cùng lại bị nữ chính lúc ấy là Trần Nghiên Hy cướp mất người yêu. Từ đó, Trần Nghiên Hy và Triệu Lệ Dĩnh không đội trời chung. Sau này, khi cả hai nên duyên vợ chồng, thì chàng yêu quá vẫn tương tư người cũ, khiến Trần Nghiên Hy thấy không thuận mắt. Mặc dù đây chỉ là những thông tin được các blogger truyền tay nhau, nhưng thu hút sự chú ý không ít của các cư dân mạng. Trước đó, Trần Nghiên Hy được xây dựng với hình ảnh thanh thuần, ngọt ngào. Tuy nhiên, sau một số lùm xùm, danh tiếng của cô đã bị ảnh hưởng không ít.